vẫn có một con xe đạp tiền phong tiến lên, cân nặng được chung rồi. Bé bồ thẳng vào đây, vẫn mất khá nhiều máu, vẫn còn tuấn trên người của Bớt. Và mẹ, người phải bỏ chạy đó là mẹ, mặt rất đau đến từ Si. Chúng ta trong bài vào lấy đi cái bảng của Đa Vi rồi. Chúng ta vẫn lên chiêu cuối, sấy là rất đau với mưa sao băng. Trọng tiến lên nhưng Si là bắn quá đau, Si bắn liên tục lấy đi cái dao bàn trên người của Trọng. Và em sẽ bắt lấy được hai bảng của Massa, hoặc là có thể tiếp tục cò quay đuôi. Bé Trọng, bé Trọng rất đau. Quang Hải vẫn còn theo sau, báo lá từ Boca, vẫn tìm phát nhân kỳ rồi, vẫn bị cản lên về chiến thân. Họ tiếp tục mạnh hơn, với thân cực cơ họ có thể quay trái bất cứ lúc nào. Em biết điều bé, đó. Bé, cộng theo dân từ Bé đang tới Bé không? Lòng kinh bổ quá đau. May là Westar về được với thân môn. Cú bổ đó là quá đau, mất liền từ Quang Hải. Yutan lấy đi bảng Quang Hải. Xe ra, bỏ ra. Xe ra bảo Chúa sẽ có trái cái tay ở trong tình huống này rồi. Có lẽ là như vậy không? Họ không của Xe ra. Onbeat đến từ MT cú, cú chiếu cuối của chúng ta phát hiện ra người và cản Yutan, Boca cản những người còn lại tiến lên. Kim Cương, Kim Cương, Si nằm rồi, không còn đá bên trong đâu. Hoàn toàn bên trong nhảy vào băng thì khép băng của tôi, nhưng ở phần còn lại Si đã được chơi, Bé được chơi, Han đã nằm, và bây giờ là nằm bàn hết. Sẽ không có khả năng bóng ngựa đến từ Van Hit. Tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn là 2-3 cho MVT Flash. Ta sẽ cùng nhau đến với những bước di chuyển đầu tiên. Wasta khởi động bằng cách đi bộ ba. Và Yutan sẽ hút ai không đây? Không, không hút được ai ở trong tình huống thiếu này. Một tình huống tràn ra cả ba người từ bên phía Wasta. Đội hình của bên phía FPT Flash một đội hình không mạnh về khả năng chống chịu, nên vì thế họ cũng nên cẩn thận ở trong những giai đoạn đầu tiên của bán thi đấu này. Marie cũng di chuyển rất nhanh cùng với cả Han tạo ra một thế bảo vệ dành cho Si. Anh ta sẽ được hưởng lợi đến từ cả hai cánh. Và sự bảo vệ cho Si sẽ là rất cẩn thận ở trong bán đấu này, để anh ta thể tối ưu lượng tiền của mình khi đăng nhập bio luyện kim. Sẽ là một Si đánh sớm rất khỏe, ngay lập tức là chặn lính giữa hai trụ luôn, vô cùng tự tin. Họ có thể về ngay với thần môn, nhưng họ đang khiến cho Sira bị chậm nhịp. Sira sẽ bị chậm nhịp một chút, tôi nghĩ rằng là chậm tiền thôi, chứ còn ba thiếu này chưa phải ảnh hưởng nhiều đến cục diện của giai đoạn đầu game. Có lẽ là một trận thi đấu này, một trận thi đấu mà Wasta sẽ nuôi cho Si. Một trận đấu mà họ đang nuôi cho Si cất lực, khi thậm chí Si lúc này còn đang được farm cả phần rừng của Quang Hải. Hải sẽ chưa lên 4, nhưng với con quái cuối cùng này có lẽ Hải vẫn sẽ lên 4 và Si được farm tất cả. Tình lính là rất hay, thực sự là cái tên tình lính này thì Wasta đang trình diễn một lối chơi farm tiền nó khác biệt hoàn toàn. Đây là cú đến từ Yutan, nhưng bọn Obi đã đến rồi, sổ vào rất mạnh mẽ đến từ cơm bên quyết của Quang Hải và Yutan sẽ nằm xuống. Quá nhiều đó là điểm chiến đấu test dành cho Wasta. Quá nhiều thứ đèo bám, đó là lữ bố, đó là cả Nakrut nữa, và không có cách nào để Yutan thoát được dù đã có tốc biến trên người. Và nằm lại khiến cho bên phía của FPT Flash mất đi điểm trên cơ đồ TH. Và đó là mạng ở chỗ hỗ trợ, lợi thế nó sẽ sáng hơn tại con rồng này. Và điều đó buộc FPT Flash phải cân bằng con xe ra đầu trận, cũng chỉ là một pha cân bù từ hai bên thôi. Murderby đang muốn cầu may, Murderby có lẽ sẽ muốn thủ vận may nhưng không được. Bé Trọng sẽ có được con xe ra này, có tuyến dưới, con rồng sẽ thuộc về cho bên phía của Wasta. Chưa có những tình huống giao tranh nào cụ thể cả. Một điểm hạ gục đầu tiên nó không khiến cho bên phía FPT Flash gặp quá nhiều bất lợi. Nhưng rõ ràng là lúc này thì Si đang rất thoải mái để farm. Flash quyết rất tấn công vào Han. Một phát trận thực kỳ được bấm đến từ Han và Han vẫn còn sống. Nhưng có thân bực được gọi ra. Thần bực lại đốt được rất nhiều sát thương trên người của Yutan. Cú hút trông có vẻ đẹp. Nhưng ngay lập tức thì đã được hồi dịch. Bird Abby đang được băng vào. Bird Abby mất đi chiến thần trên người. Bird Abby quay ngược trở lại với xích thố và hút được rất nhiều máu. Rất trâu và rất sức mạnh đến từ Bird Abby. Đây là một Bird Abby còn đang là một lữ bố trâu, có khả năng hút máu tốt, càn quét tốt và đang cầm suy nhược, nên cha chẳng ngại bất cứ một tình huống đối đầu nào với 2-3 người bên phía của FPT ra là đầu cả. Và quan trọng là ở trong màn đấu này thì Bird Abby cũng có một cái chiêu cuối để trong bối cảnh mà anh ta bị Yutan bắt lại, tỉnh táo không sợ. Si đã nhìn thấy được Yutan rồi, tình huống bắt bài di chuyển nhưng nó chưa được diễn ra thành công đến từ FPT Flash. Và đến lúc này thì với lượng tiền mà Wasta đang có, họ đang nhỉnh hơn vào khoảng 1.000 tiền. 1.000 tiền ở phút tiền thứ 3. Và đó là một lượng tiền tôi nghĩ rằng là lớn đấy. Với việc có nội tại và bùng vãi, với việc họ bảo vệ được cho Si đang cầm luyện kim, thì đó là một lượng tiền ấn tượng. Một lượng tiền cho thấy được sự chủ động. Cú bắn pháo đại khiến cho Sierra nhanh chóng mất giật bắn trên người. Sự áp lực là rất lớn khi mà FPT Sierra cứ phải đối đầu với 3 người phía Wasta như thế này. Nhưng anh ta vẫn chống chịu được cho đến khi mà đồng đội của anh ta tới. Thế trận kiểm soát đang đặt lên hàng đầu. FPT Flash sẽ rất mạnh ở cặp combo QZ và Quizic. Lúc này đây thì Quang Hải và Bird Abby đang dí vào được Bê. Bê làm sao mà chạy nổi đây. Bê còn tốc tiến nhưng bị bắn quá đầu, bị hạ gục bởi Malik rồi. Và không còn Bê nữa. Tình huống đứng giữa sông để rồi gặp phải hai thành viên cơ động bên phía Wasta và không thoát được. Và thực sự thì trận này tôi đã thấy Wasta căng hơn rất nhiều rồi. Malik vừa phải tốc tiến luôn để né đi cho an toàn. Đây là tình huống mà gọi cả thần vực đến từ Malik. Bé Trọng không còn nhiều máu nữa. Về với thần môn trước cửa nhà của FPT Flash.
trông rất khó chịu đến từ One Star. Cú nằm lại của Be là một tình huống khiến cho One Star có quyền để đẩy cao nhiệt độ trận đấu lên khi mà mọi thứ đang đi vào lối kiểm soát và sẽ mất đi cái trụ này. Cái giá phải trả được cú nằm lại đến từ Be. Anh ta cũng không khỏe đến mức đó. Yutan mà Boka định băng lên với một cú combo nhưng không tìm thấy ai cả. Không được rồi, có lẽ là ở trong ván đấu này One Star thực sự rất căng rồi. Họ đang khiến cho cặp Krizik và Krizi của FPT Flash đang không thể thể hiện được bản thân mình ở trong những pha di chuyển đấu game. One Star đang thực sự dắt ở trong ván đấu này. Họ có một Rui để có thể bảo vệ cho những tình huống gọi người và hồi máu cho đồng đội. Họ có một TB để hack tiền cho C để tiếp tục đi trước về mặt lượng tiền. Họ có một Dacos quá cơ động ở nửa trên của bản đồ. Và có lẽ đây là điều mà bên phía FPT Flash đã phải chuẩn bị trước. Việc họ sẽ khó để có thể hóa giải lối di chuyển ngay. Họ mong chờ vào một tình huống bắt người nhanh. Và mấu chốt phải là cặp đôi Krizi và Krizik. Họ phải tạo ra những từ bắt lẻ tốt để phá vỡ được thế ba người đi cùng với nhau như thế kia. Chỉ một khi Si, Manvit và Han cứ farm thoải mái như thế này thì Sierra cũng sẽ gặp khó, không đứng cao đánh công được. Rất cần một sự đột phá đến từ vị trí của Yuta và Boka. Thực sự là khó khi mà One Star đánh quá nghiêm chỉnh ở trong ván thi đấu này. Hai người kiểm soát tuyến trên, phong tỏa vào Be với Nacro và Lượng Bố. Ba người còn lại đi chung với nhau, farm cả hai cánh rất khỏe, liên tục đẩy nhanh độ của lượng tiền lên. FPT hướng tới con rồng này để cản lại nhịp di chuyển đang rất mượt mà của bộ ba phía One Star tại tuyến dưới. Rất khó khăn, thật sự là One Star đang di chuyển trước FPT Flash luôn luôn là một bước. Nếu như là nửa bước thì có lẽ Yutan vẫn có thể với cái tốc tiến đấy rồi. Họ đang đặt tất cả những gì họ có vào pha bắt lẻ này. Bắt được không? Và đây sẽ là cú hút đến từ Yutan. Hút được một người, người được chọn đó là ai đây? Burnaby. Bắt đi cầu băng xương trên người của Burnaby. Burnaby thoát ra được thành công rồi. Không có một cú bắt người nào cả. Quay ngược trở lại rất nhanh là One Star. Và thế đẩy lại đang là khá thuận lợi cho họ này. Một thế đẩy tiến để hướng tới cái chữ thứ hai. Pha bắt vừa qua bị hóa giải rất nhanh. Một sự chuẩn bị rất kỹ càng đến từ One Star. Khi mà ngay lập tức bị phát hiện bởi chiêu cuối của Yutan thì họ cũng băng xương và cũng bật cả chiêu cuối của Burnaby. Mọi thứ đang nằm trong tầm tay, trụ này thì cũng sẽ mất thôi. Thế bọc đầu rồi. Quang Hải biết, Quang Hải biết có người trong này. Boka mất tốc biến, Boka bị câm lặng, Boka mất cầu băng xương trên người. Canva rất mạnh là One Star. Si rất điểm Yuta thành công rồi. Và Burnaby thậm chí còn vòng vào giữa hai trụ. Anh ta còn chiến thần, bé chọc tìm tới được Burnaby. Bé chọc lấy đi mạng của Burnaby thành công. Trụ một đường giữa vẫn chưa được lấy đi từ One Star khi mà One Star càn vào hơi sâu. Họ đã càn vào hơi sâu và họ vấp phải một sự truy cản đến từ một cái băng xương outplay đến từ của Boka. Và nó là một cái băng xương câu đủ thời gian. Rõ ràng là mới chỉ là một tình huống nằm xuống Burnaby thôi. Nó chưa phải vấn đề quá nặng nề gì với One Star cả khi họ cũng đã có được Yutan. Tôi nghĩ rằng One Star muốn làm nhiều hơn một mạng của Yutan. Họ muốn có được cái trụ một mid, thậm chí là trụ hai nữa cơ. Cú băng vào vấp hơi sâu và đồng đội không theo kịp đến từ One Star. Burnaby nằm lại đã khiến cho nhịp đẩy có bị chậm lại. Đẹp nhất là họ phải khoét được một trụ mid của đối phương và tiến thêm một nhịp tiến cao tại tân lính đường giữa. Nhưng họ không làm được. Và đó lý do vì sao mà FPT Flash vẫn có thể trụ được tại khu vực đường giữa này. Và đôi khi một vài những sự tự tin từ bên phía One Star lại giúp cho FPT giữ lại một chút. Dù là đến thời điểm này QC và Quizik vẫn chưa thể bắt được ai cả. Chưa bắt được. One Star đã nghiên cứu quá kỹ FPT Flash. Và ngày hôm nay để lập lại những tình huống combo như vậy là khá khó với cả Boka và Yutan. Thực sự thì One Star họ tiến bộ sau một tuần thực sự khác biệt nhiều, rất nhiều. Họ bắt bài FPT Flash về mặt di chuyển, họ bắt bài cả về mặt bài đánh luôn của FPT. FPT thì chưa tạo ra nhiều sự đổi mới. Mà họ đang làm những cái gì họ làm tốt nhất ở đấu trường vọng và biến nó trở nên tốt hơn mà thôi. Nhưng gặp phải một đội tuyển rất thích bắt bài và xoay được nhiều bài như là One Star thì ngày nay FPT không thể làm tốt được nữa rồi. Bè. Họ đang phải chống chịu một con Violet rất xanh vào lúc này. Cấp độ 10 và từ nãy giờ không thể ngăn cản được một con Violet đang phá quá thoải mái. Yutan hút được hai người rất đẹp, câu được giải với thôi, có băng vào được ai không đây? Lấy đi mạng của ai đó bên phía One Star không? Không ai nằm lại cả không? Đó là một đối đường giữa bên phía One Star nằm lại. Quyết định đánh phải nói rằng là cũng hết sức căng thẳng khi mà tưởng chừng như là Z và Han đã về được với thần môn của Madrid rồi. Nhưng họ không về kịp, pha bắt vào rất nhanh Yutan. Và hai thành viên còn lại bên phía FPT hiểu rằng Yutan đặt tất cả những gì anh ta có một cú hút vừa qua và họ đã tận dụng thành công được những gì mà Yutan kiến tạo để đem về hai điểm phục và giúp họ có được con Seja này. Con Hà Hảo Seja hay chăng đây? Con Hà Hảo Seja sẽ có cho FPT Flash nhưng một lần nữa thì lại hở cánh rồi. Hai cánh đều mất đi hai trụ. Buộc phải hở cánh, buộc phải hở cánh. Quả đó không thể nào mà không đánh trong tình huống mà ba người bên phía One Star trả lên được. Nếu như hai thành viên còn lại ở phía One Star về được thành công bằng thần môn thì đó sẽ là một tình huống lỗ rất nặng từ FPT Flash. Nhưng việc lấy đi mạng của cả Si và Han đã giúp cho họ ít nhất là kìm hãm một chút nhịp đẩy đang được tiến lên một cách rất dẻo từ bên phía của One Star. Tiếp tục sẽ phải là áp lực. Tôi nghĩ rằng đã hy sinh đổi cánh như thế này, FPT buộc phải tiếp tục áp lực. Sẽ tiếp tục với bắt người đến từ Yutan.
Chỉ còn khoảng đâu đó 1/4 thời gian nữa thì cái tốc biến này sẽ hồi. Nhưng có vẻ như F1Star một bách đó, họ muốn lấy đi cái chú siêu cấp chay. Và FPT không biết, FPT đã thả xe ra đường kia rồi. Họ sẽ có lẽ là có một cái cảm giác yên tâm. Ăn nhưng F1Star họ sẽ không cần đến lính. Khi họ có Rui họ không cần đến lính. Và có vẻ như ý đồ đang là rất rõ ràng đến F1Star rồi. Quyết định của FPT Flash là gì? Họ vẫn không về, bắt người lẻ còn lại. Bên phía One Star không có không thể nào đẩy được nhanh con Caesar to kia để có thể thực hiện một tình huống lấy đường siêu cấp được. Và đó là quyết định đúng đắn bên phía FPT Flash. Bị đấu trí rất mạo hiểm. Có lẽ người phải tỉnh táo lúc này nhất phải là Yutan, bởi một quyết định côn sai thôi thì Yutan có thể dẫn tới một kết cục rất thảm từ bên phía FPT. Đang là những tình huống đánh du kích, FPT biết rằng họ rất mạnh trong một pha bắt lẻ một nhịp. Họ chỉ cần một cú tung từ bão lá của Boka thôi. Và một cú vụt từ bay là đủ. Và lúc này lối đánh du kích vẫn đang giúp cho FPT Flash cân được về lối di chuyển so với cả bên phía của One Star. Những quyết định của Yuta lúc này là chưa sai. Chưa sai, thậm chí là đang hay. Tuy nhiên thì có lẽ để mà nói đánh du kích thì lúc này One Star mới là những người đang đánh du kích. Họ đang tiếp tục cố gắng đẩy cao ở cánh dưới, nhưng lần này họ đang hở hai cái trụ liên tiếp này. Quan trọng là Yuta có tự tin để bảo các thành viên phía FPT ở lại hay không. Và đến lúc này Yuta vẫn đang cảm nhận tốt để FPT Flash đi theo đúng lộ trình như vậy vẫn kịp về nhà để đét tơn dưới. Từ đó là bè. Nếu như nói cách di chuyển như thế thì bên phía FPT đang không thua với cả bên phía One Star này. Không thua. Quan trọng là FPT cần một cú bắt cơ. Di chuyển không thua chưa phải là vấn đề. Này là phải cần có một cú bắt để tránh cho One Star cứ liên tục đẩy cánh như thế này. One Star đã hy sinh các trụ và họ cũng muốn chơi theo kiểu đôi công, theo dạng di chuyển. Và di chuyển thì rõ ràng Rui ảo hơn rất nhiều đây so với lại con Krizik của Yutan rồi. Quang Hải có được thông tin đến từ bè. Đẩy lính thôi. Bây giờ mà solo với cả bè nghe chừng là hơi khó từ vị trí của Nakroth. Một trận đấu rất nặng về tính di chuyển. Chưa bắt được. Khi mà đó là một cuộc đấu trí giữa khả năng di chuyển của nhiều khả năng, đó là Marip và Yutan. Cả Marip và Yutan đang thực sự phải nói rằng là gầm ghè nhau về độ di chuyển. Và quan trọng là tính toán như thế nào để không bị hở sườn thôi. Và lúc này thì những quyết định đánh cao của FPT Flash vẫn đang là thành công. Họ chưa để bị quét đi một đường siêu cấp nào cả. Và tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng FPT vẫn cần một cú giao tranh. Tôi nghĩ rằng người dắt vẫn đang là One Star. Họ vẫn đang là những người né giao tranh. Và tôi biết rằng ở thời điểm này là Nam muốn một sự khẩn trương. Nhưng đây là một trận đấu mà FPT có quyền để đánh như thế này. Họ có quyền để đánh một cách bình tĩnh và cẩn thận. Và quyết định đột phá là điều mà chúng ta muốn nhìn thấy ở một trong hai đội tuyển. Và có thể nó sẽ đến từ con Caesar này. Giao tranh chưa nhiều, 6 điểm cũng trôi qua sau 12 phút thi đấu. Nhưng tất cả chỉ là nặng tính đẩy lính ở hai cánh thôi. Tính toán của hai bên về mặt di chuyển là như thế nào? Con Caesar cứ nhấp nhả thì lại bỏ thôi. Chưa thể làm được gì cả. One Star họ rõ ràng là những người đã lộ trên bản đồ. Lúc này FPT chưa thể tung ra một cú gọi người đến từ Yuta. Thậm chí lúc này One Star có vẻ như muốn ra chiếm sai. Và đánh bắt rồi. Boka. One Star là người khởi động trước hay là FPT Flash đây? Lượng máu từ One Star đi cấu đi là khá nhiều. Nhưng Boka, một cú lộ lên từ C đã khiến cho Boka suýt nữa thì nằm lại. Yuta. Và quay trở lại rất nhanh từ bên phía One Star. Yuta lùi được về Sierra cũng là như vậy. Cả hai người còn cho mình các thứ để bỏ chạy. Với cả Sierra là giật bắn và với Yuta là tốc biến. Nhưng cú đánh ra này sẽ là cơ hội để cho One Star giải quyết được thế bế tắc này. Hải không còn nhiều năng lượng nữa, Hải cũng không còn nhiều máu nữa, One Star cũng đang bị bé chọc chứng trị ảnh hưởng về lượng giáp của họ. Bé chọc có chứng trị, con xe ra thì do đây bé bắt đầu băng vào bổ rồi. Yutan sẽ hút được tay, hút được vào Han. Bé chọc băng dương chứng thì anh ta chứng trị con xe ra, nhưng vẫn ăn được một mạng, đó là mạng của Han. Si đang hơi cô độc, Si sẽ nằm. Hải băng vào quẹt được mạng của bé chọc rồi. Và như vậy là kết thúc giao tranh thì các thành viên của One Star mất đi hai người, của FPT chỉ mất đi bé chọc mà thôi. Bé chọc đã băng xương ở khoảng thời điểm nhạy cảm nhất, là khoảng thời điểm cần phải đo chính trị với cả Quang Hải. Nhưng may là anh ta đổi được một mạng của đối phương trước khi nằm lại và vẫn có lợi thế hơn người. Nhưng giao tranh nổ ra, bé bị tìm thấy rồi, rất tinh quái từ bên phía của One Star. Bé vẫn còn chống chịu được pha mở ra bắt người nhanh của bé. Khi đó một pha gọi ra thật vực rất tinh quái của Marit để có thể bắt nhanh được bé, nhưng không được khi mà bé là khá trâu. Bé là châu, khi đó chỉ là một mình Marit cùng với Butterbee thì khó để hạ gục được 1 triệu vân. Trong tình huống thiếu vừa rồi có lẽ là đổi hòa. Có lẽ tôi nghĩ rằng là đổi hòa khi mà bây giờ One Star không còn đủ nhiều người không. Họ ra được nhiều người rồi. Họ ra được full thành viên rồi. Và với con Caesar bóng tối này có lẽ vẫn đỉnh hơn, vẫn lợi hơn một chút. Dạy cho One Star dẫu cho họ thua về điểm gục. Bây giờ những người kiểm soát rồng lại đang là One Star. Còn FPT lại đang phải một người phòng ngự, 4 người còn lại chỉ biết nhìn rồng mà thôi. FPT Flash đang rất muốn đối phương không có được một cơn hai bùa. Bật hút ra. Đối phương giữ máu rồng, đối phương băng vào, bật chiến thuật ra từ bên phía Butterbee can vào khiến cho chúng ta mất đi giải rồi. Quang Hải vẫn đang tiến lên thật vực được kích hoạt ra. Rồng vẫn đang được giữ máu rất khéo bởi bên phía One Star. Rồng giữ máu tốt quá này. Bé băng vào, bé buộc phải đánh thôi, có thêm cú hút nữa rồi vẫn tung được một người lên và mất đi pháp trên thực kỳ trước người của Han rồi. Bé chọc con chứng trị, chọc không vào con rồng mà chọc quyết định là ở ra phía
ngoài. Nhưng Quang Hải băng vào lấy đi cái bàn của CRRB. Chúng ta hút anh quá. Chúng ta hút được nhưng không ai tiếp tục cho chúng ta cả. Bé Chọc. Bé Chọc bất chờ. Bé Chọc. Bé Chọc chờ đợi điều gì? Bé Chọc không vào. Chờ đến bao giờ đây Chọc ơi, không vào. Và như vậy là OneStar đã có được tới 3 điểm cùng FPT họ ôn ở đằng dưới. Và có thể là phải chờ thêm hơn 100 ngày nữa rồi. Bé Chọc đã chờ quá lâu. Và với việc có Dowy không thể thua từ OneStar được nữa. Đây là cú băng vào từ Bé Chọc. Mất đi sao bệnh. Có nhiều đam đấy. Nhưng đúng cũng chỉ là những phép bổ trợ từ bên phía của OneStar, những đồ chơi bảo hộ mà thôi. Ván đấu này vẫn còn, ván đấu này vẫn còn. Bé Chọc không kéo thời gian. Bé sẽ ra kịp, Syrah cũng sẽ ra và chúng ta cũng như vậy. Nhưng Bé Chọc sẽ không thể giữ được cái mạng của mình. Bé Chọc nằm lại rồi. Bé Chọc trong tình huống rồi tôi nghĩ rằng có thể nghĩ đến chuyện là đánh yếu linh. Cấu kéo. Nhưng... họ chờ được. Anh họ đã chờ được cho đến khi mà ba thành viên của FPT ra. Và như vậy là FPT vẫn chưa mất đi ván đấu này. Sẽ chỉ là một chú sơ cấp thôi nhưng bây giờ không có Chọc. Và con sẽ ra bảo chúa sắp xa rồi. Và nếu như không bắt được một ai và cũng không làm cho con ra yếu máu được thì con sẽ ra bảo chúa này sẽ phải cầu may. Bồ cá sẽ ra. Phải cầu may. Làm có ai để cầu may đây? Không cầu may thì có thể sẽ là thua luôn. Có lẽ là khoảnh khắc chỉ còn được tính bằng một vài giây nữa thôi. Khi mà con sẽ là chúa nằm trong tay của OneStar rồi. Bé Chọc 10 giây nữa mới ra và đây là cơn sóng rất dư bên phía FPT Flash rồi. Có sẽ ra bạo chúa, có Rui. Và FPT Flash đã mất đi một trụ sơ cấp. Đỡ được không đây FPT Flash? Và OneStar có thắng được không đây? Tôi nghĩ rằng với Rui và với đẳng cấp của OneStar thì họ hoàn toàn có thể biến cho nhà chính của FPT Flash trở thành một cái sân bay. Và thậm chí là nhiều hơn một cái sân bay, chắc chắn rồi. Lợi thế đang là rất nhiều cho bên phía của OneStar. Một khoảnh khắc thôi, một khoảnh khắc thôi. Họ quay trở lại rất nhanh. Trong bối cảnh mà Bé Chọc vẫn còn ở trên bản đồ đếm số. Một con Caesar, một con Rui, một đường siêu cấp. Và tất cả những gì tiếp theo FPT hướng tới sẽ phải lo nghĩ tới việc phòng ngự. Điều mà đội hình của họ cũng không thực sự quá khỏe không về mặt chống chịu để có thể phòng ngự được những con Caesar tiên phong khỏe đến như vậy đâu. Lúc này thậm chí OneStar họ còn đang muốn chơi điều ba đường. Bé Chọc đang đứng hơi mạo hiểm. Bé Chọc đã phải bỏ chạy rất nhanh. Tuy nhiên thì con lính đường giữa cũng đã tạm thời được coi như là giải quyết rồi. Nhưng vẫn còn rất nhiều con Caesar đang tiến lên. Đang có 5 con Caesar tổng cộng xuất hiện ở trên bản đồ lúc này. Và nó đang dần dần đẩy về phía của FPT Flash. Có lẽ các trụ đường giữa thứ hai sẽ không thể phòng ngự đến từ bên phía của FPT đâu. Chúng ta đã có một cú hút phải nói rằng là cú quấy rất hay. Nhưng không đón nhận lại được bất cứ một sự ủng hộ nào về mặt sát thương đến từ phần còn lại của FPT Flash hay cụ thể là Bé Chọc để rồi. Họ đã phải trải qua turn F có lẽ là khó. Khó vô cùng rồi. Khó, rất khó. Ba đường đang nằm trong tầm tay. Boka tốc tiến không hất tung được đối thủ. Yuta đi ra hút hút rất đẹp. Những cú bổ back tỏ ra không có quá nhiều sát thương. Sẽ chỉ là dọn lính đến từ vị trí của bé mà thôi. Vẫn còn một Wayne Seiza nữa đang tiến ra. Cú hút này giúp cho bên phía FPT Flash duy trì được thế phòng ngự hai trụ sung cấp. Như vậy đó là một cú hút này. Nói chung đó là một tình huống tấn công phòng ngự tốt đến từ FPT Flash và họ chưa mất đi trụ sơ cấp thứ hai. Vẫn còn một con Caesar tiến vòng tiến lên, cấp đang được trụ rồi. Bé bổ thẳng Bunny mất khá nhiều máu, vẫn còn tuấn trên người của Bớt. Và bé. Người phải bỏ chạy đó là bé, bắn rất đau đến từ Si. Yuta chọc bắn vào, lấy đi cái mạng của Bunny rồi. Yuta bật lên chiêu cuối, sấy là rất đau với mưa sao băng. Chọc tiến lên, nhưng Si đã bắn quá đau. Si bắn liên tục lấy đi cái dao bạch trên người của Chọc. Và FPT Flash lấy được hai mạng của OneStar. Yuta đây là một trận đấu mà Yuta đánh bằng tất cả những gì anh ta có rồi. Vừa công vừa thủ, vừa mở đường cho FPT Flash phòng ngự được qua tơn sóng dữ. Vừa qua họ vẫn còn trụ lại một đường siêu cấp. Vẫn còn trụ. Cú hút phải nói rằng là hai cú hút định mệnh để đưa FPT Flash thoát khỏi một thế hiểm nghèo. Trong bối cảnh đối phương đang rất gần với chiến thắng rồi. Hãy cùng nhau theo dõi tình huống hút này đến từ Yutan. Rất đẹp người. Và bé Chọc lần này đã không để Yutan phải chờ nữa. Anh ta đã nghe máy của Yutan. Và thực sự thì cú băng ra của Chọc lần này đúng là nó có sự kết nối hơn thật so với tình huống thi đấu trước đó. Cuối cùng thì Chọc đã nhấc máy. Pha nhấc máy đó là một pha nhấc máy phải nói ra là quan trọng đây. Mid đang lính rất cao nhưng cũng không thể tiến lên được. Tiếc cho FPT Flash ở trong tình huống vừa rồi là họ không thể nghĩ đến chuyện là ăn ngay sẽ ra bạo chúa. Vì bây giờ vẫn còn rất lâu nữa thì sẽ ra bạo chúa mới ra. Và cái chủ đường giữa của FPT Flash cũng không còn nhiều máu nữa. Quan sát sẽ có nhiều phương án đưa ra. Có thể là dù đối phương ăn sẽ ra bạo chúa để lấy được cái trụ kia để có ba đường. Hoặc là có thể tiếp tục cò quay Rui. Bé Chọc. Bé Chọc rất đau. Quang Hải vẫn còn theo sau. Bão lá đến từ Boka. Multi pha chân kỳ rồi. Multi pha lên về chiến thần. Họ tiếp tục mạnh hơn. Với thần vực nữa họ có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Em bé, biết điều bé, đó. Bé. Công kéo rất nhiều từ Bé đang tới từ bên hông. Lòng kinh bổ quá đau. May là OneStar về được với thần môn. Cú bổ đó là quá đau. Mất liền từ Quang Hải. Yutan lấy đi bà Quang Hải. Caesar. Mở ra.
Sẽ ra bảo chúa sẽ có cho FPT ở trong tình huống này rồi. Có lẽ là như vậy không? Họ không của SC ra. On mid đến từ FPT, cú chiếu cuối của Yutan phát hiện ra người và cản Yutan Boca cản những người còn lại tiến lên. Kịp không? Bên của Z-Nam. Kịp không? Z-Nam rồi. Không còn đá bên chưa đến từ Wildstar. Bên trong nhảy vào mắc tí khép gấp mà thôi. Nhưng ở phần còn lại Z-Nam đã được chơi. B được chơi. Han đã nằm. Và bây giờ là nằm bản hết. Sẽ không có khả năng phòng ngự đến từ Banit. Tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn là 2-3 cho FPT Flash. 2-3 cho FPT Flash. Có lẽ là điều mà tôi hay chế cho FPT Flash đó là khả năng cảm nhận dứt điểm cho đội họ yếu. Nhưng Yutan đã có những quyết định liên tục là chính xác để đưa FPT Flash quay trở lại cho bàn thi đấu này. Đúng là quay trở lại một trận đấu mà con quy dịch của Yutan làm hết rồi. Một trận đấu mà những cú hút của Yutan tưởng chừng như đã bế tắc. Và những cú côn để cho FPT không về. Chọc đã đúng ở trong những tình huống cuối cùng. Chọc đã đúng khi đã phối hợp với Yutan mà không còn chần chờ, không còn chờ đợi gì nữa. Và đó là lúc mà cú hút của Yutan tìm thấy một người để đủ làm kết liễu. Không phải Boca, đó là chọc với Yutan. Rất lì. FPT Flash rất lì lợm ở trong ván thi đấu này. Và người chơi hỗ trợ của họ xứng đáng nhận những lời khen với ván rút ngắn tỷ số này. Bây giờ cách biệt chỉ còn là một ván dành cho FPT Flash thôi, và chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với MC Phương Thảo.